Hôm nay Nga xin dẫn các anh chị và các bạn đi đến khu đề thám Phạm Ngũ Lão Bùi Điện, và hiện giờ Nga đang đứng ngay trên đường Phạm Ngũ Lão. Và chúng ta bắt đầu cuộc hành trình, Nga sẽ qua bên đây gửi xe nha. Ok, bây giờ mà Nga sẽ dẫn các anh chị và các bạn đi đến một vùng mới, đó là ở ngoài khu Sài Gòn, khu Phạm Ngũ Lão. Và hiện giờ thì mình đang đi ngược dọc xuống phía bên tay phải của mình trên trục đường Phạm Ngũ Lão. Và nơi đây thì nó có một cái khu vực mới, đó là khu quầy bar. Thì tối và buổi tối thì tất cả hầu như là cuối tuần thì giới trẻ và những người du khách người ta đến đây người ta vui chơi. Và phía dưới cái đây là những cái cold food, thì ở dưới bán đầy đủ thức ăn. Và Nga sẽ giới thiệu với anh chị trong những cái dịp sắp tới, trong những kỳ Nga đi ăn sắp tới đây thì vài bữa nữa thôi, trong thứ ba tuần tới thì ở khu vực này sẽ diễn ra chợ Hoa Xuân ở công viên 23 tháng 9, sẽ kéo dài từ đây đến công viên 23 tháng 9. Và các anh chị thấy quang cảnh lúc này thì đường xá trở nên là đông vui hơn. Mọi người đang tấp nập ở ngoài đường, mặc dù lúc bấy giờ là hiện giờ đang là 11, gần 11 giờ khuya. Và Nga cũng muốn coi coi cái quang cảnh của Sài Gòn ở trung tâm khu phố Tây nó như thế nào, nên Nga cũng đi ra đây và Nga coi mọi cảnh. Và Nga chỉ, hiện giờ Nga đang đứng ngay chỗ này thì Nga chỉ tiếc một cái là Nga đã bị bỏ mất cái cơ hội để xem múa lân. Thì Nga có hỏi các bạn bên đây, và đây là cái khu vực mà đằng sau cái quầy bar, cái chỗ này thì mình chỉ đứng ở phía ngoài mình quay thôi, còn mà muốn coi trực tiếp phía trong thì mình phải mua vé mình vào, mình chơi và mình ăn uống trong đó. Và Nga đi ngược trở lại trục đường Phạm Ngũ Lão và Nga sẽ băng qua bên kia đường. Như các anh chị thấy đấy thì đối diện cái khu đối diện đó là Coffee Highland nằm trên đường Phạm Ngũ Lão. Đây là một cái quán cà phê hiện giờ đang là nổi tiếng ở Việt Nam. Nó giống như cái chuỗi quán cà phê Starbucks cũng đang hình thành ở Việt Nam. Và nơi đây là một nơi lý tưởng dành cho mình là vào những cái buổi mà trời nóng thì mình thường hay ra đây. Đặc biệt là mình ra đây để mà mình giao tiếp về tiếng Anh. Và mình đi ngược lại Phạm Ngũ Lão phía về đường Nguyễn Thái Học. Và trên đường đi thì mình thấy được là quang cảnh mọi người ở đây là rất là nhộn nhịp. Mặc dù là đã là gần nửa khuya rồi. Và Nam sẽ đi đường một đường tắt để từ đối diện cái chỗ gửi xe thì Nga sẽ đi một đường tắt đi vào một cái hẻm, và hẻm này sẽ đâm thông qua bên hông của đường Bùi Viện. Đây là một cái hẻm mà các bạn nhớ là nó có cái cổng chào là ghi là chùa An Lạc, nhưng mà mình không có đi chùa đâu nha, mà mình chỉ đi nhờ qua cái khu vực hẻm này để mình đi qua khu Phạm Ngũ Lão thôi. Và trong cái hẻm này hai bên đều là hàng quán và những cái shop quà lưu niệm và những cái quầy bar, quầy cà phê, chỗ bán thức ăn, và người dân người ta ở đây cũng đông vui. Hôm qua Nga đi cái đến lúc khoảng này thì Nga thấy cái hành động này Nga cũng không thấy thích, nhưng mà mình đi ngoài đây thì Nga tạm thời Nga không muốn xen vào những việc này thì nó không ảnh hưởng tốt cho mình. Cái việc đó thì chỉ cho dành cho chính quyền giải quyết thôi. Và đây đi dọc các anh chị thấy đấy, hai bên là hàng quán của nhiều nước, và những người du khách đó, họ khi mà họ qua đây thì họ cũng mở ra những hàng quán của nước mình, bán nhiều món ăn của nước sở tại mình và bán ở tại Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực này. Và những khách mà người ta gọi là những khách tây ba lô thì đa số thì người ta ở khu vực này rất là đông. Và bữa nay là cái buổi mà chưa phải là cuối tuần, nhưng lúc nào cái khu vực này cũng tấp nập người qua lại. Và đây là khu vực quà lưu niệm của khu vực này. Và bây giờ Nga đang tiến ra khu vực đường Bùi Viện.
Và các anh chị thấy hai bên thì đường xá là âm thanh âm nhạc rất là nhộn nhịp, và thật sự ra nếu ai không chịu được tiếng ồn thì khu vực này không phải là dành cho những người đó. Và những người nào mà chịu được thì cũng muốn biết cái quan cảnh nó như thế nào thì nên ra đây. Và khu vực này thì làm cho Nga nhớ đến khu cao sản ở bên Thái, thì có lần Nga cũng đi nó giống như thế này. Đây, hiện giờ Nga đang đứng ở tại góc phố này. Đây, góc phố giữa Bùi Viện và đường Đề Thám. Và các anh chị thấy các biểu tượng của nón lá như khu phố Bùi Viện. Và đây là phố đi bộ, và xe sẽ cấm không được chạy vào khu phố này vào dịp cuối tuần. Nhưng gần ngay đi vô thấy cũng có một vài chiếc xe, chắc do đậu những cái nhà gần phía đầu nên người ta đậu ở đó để mà người ta xuống. Nhưng mà xe cũng không được chạy vô phía trong, trong đó thì dành chủ yếu là đi bộ thôi. Do gần Tết nên nhiệt độ khách ở đây các anh chị thấy rất là đông, và càng về khuya thì nơi đây nó càng đông. Và bây giờ thì Nga sẽ dẫn các anh chị và các bạn mình sẽ đi vô cái khu Tứ Giác, Đề Thám và Mũi Lão, đổ qua Đẩu và khu Bùi Viện. Thì từ lâu thì cái khu này rất là quen thuộc với người dân Sài Gòn qua cái tên là khu Tây Ba Lô. Thì vào năm 1993 thì khu vực Phạm Ngũ Lão được nhắc đến trong tập sách du lịch Lonely Planet. Nhiều nhóm du khách đi bụi từ Nhật Bản, Pháp, Anh, Mỹ đã đến khu vực này và đưa cho cái khu này trở thành một điểm hẹn khi mà họ đến Sài Gòn. Từ đó đến nay thì cái nơi này phát triển ngày càng rầm rộ, nhất là các dịch vụ về khách sạn, quán ăn, hàng quán, quán bar, quán cà phê liên tục thì họ mở từ sáng cho đến nửa đêm. Dần dần thì nó sẽ trở thành cái điểm du lịch khép kín, gồm có cả là ăn uống, cắt tóc, thuê xe. Và người Việt ở phố Tây thì đa số hầu như là họ đều biết nói tiếng Anh hết cả. Phố đi bộ Bùi Viện thì nó tất nhiên là nó phải nằm trên đường Bùi Viện rồi, và nó thuộc phường Phạm Ngũ Lão ở quận Nhất, với nhiều hoạt động nghệ thuật diễn ra lắm. Và cách đây 2 năm thì Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận đã chính thức khai trương cái phố đi bộ Bùi Viện trên tuyến đường Bùi Viện, đoạn đường từ Đề Thám đến Cống Quỳnh, trực thuộc phường Phạm Ngũ Lão. Thì các anh chị biết là cái đoạn này nó không có gọi là dài lắm, nhưng mà đoạn này sẽ dành cho đi bộ với cái cổng chào. Phố đi bộ có ý tưởng là chiếc nón lá đặc trưng của Việt Nam, như hồi nãy các anh chị mới vừa thấy đấy, thì được dựng lên nhằm tạo cái sự thu hút du khách. Tuyến đường Đề Thám thuộc phường Phạm Ngũ Lão thì nay được chỉnh trang và lát gạch ở vỉa hè tạo nên đẹp đẽ. Và chính quyền cũng lắp đặt những cái thùng rác để mà phục vụ cho việc tham quan, người dân bỏ rác đúng nơi quy định. Hai bên đường thì có nhiều bảng đèn tuyên truyền giới thiệu về du lịch của thành phố cũng được lắp đặt, tạo hiệu ứng cho phố đi bộ vào ban đêm. Ở phố Bùi Viện thì người ta thường gọi cái khu này là khu Tây của Sài Gòn. Hai sân khấu di động sẽ được lắp đặt kết với nhau ở ngay đoạn đường đầu Bùi Viện. Ở hai đầu đường Bùi Viện, các anh chị biết là đầu đường Bùi Viện là khu phía gần phía ra ngoài ngay góc mà Bùi Viện Đề Thám, thì vào cái cuối tuần là người ta sẽ làm cái sân khấu, và lúc đấy thì xe sẽ không được di chuyển trong khu vực này.
đi trên con đường này, không những thì vỉa hè các anh chị sẽ thấy là rất là đẹp, và các anh chị nhìn hai bên sẽ không bao giờ thấy những cái dây điện, vì họ đã lắp đặt nhầm xuống dưới đất để tạo cho cái cảnh quan thêm thoáng rãnh và trông đẹp, nhìn nó có vẻ như là bắt mắt hơn. Đường Bùi Viện còn gọi là khu phố Tây ở phường Phạm Ngũ Lão thì có khoảng hơn 20 con hẻm thông qua các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám và Đỗ Quang Đẩu. Các quán bar mini trên đường Bùi Viện thì vào dịp cuối tuần thì người dân và du khách trong cái khu phố Tây này khá đông, đặc biệt là những ngày gần đến Tết thì khu vực này trở nên nhộn nhịp hơn, tấp nập hơn. Theo nghe được nghe kể từ các bạn phục vụ thì để phục vụ cho hoạt động phố đi bộ thì Ủy ban Nhân dân phường Phạm Ngũ Lão thông báo các xe không được phép lưu thông trên đường Bùi Viện từ 19 giờ đến 2 giờ sáng ngày hôm sau, đặc biệt là vào dịp cuối tuần. Trong thời gian diễn ra những cái hoạt động thì ban tổ chức sẽ cấm các phương tiện lưu thông vào khu vực này. Đoạn đường từ Đề Thám cho đến Đỗ Quang Đẩu, khu phố đi bộ là điểm thu hút khá đông du khách đến đây chơi. Như nãy nghe có nói thì vào cuối tuần thì các anh chị sẽ thấy là sân khấu mà di động người ta sẽ được lắp đặt và người ta tạo một cái sân chơi nghệ thuật thu hút khách tham quan đến đây, giữa ca sĩ người Việt Nam và ca sĩ nước ngoài biểu diễn nhằm kết hợp giao lưu văn hóa nghệ thuật với các nước. Và ban quản lý cũng sẽ đang nghiên cứu và phát triển sản phẩm du lịch này trong nước và ở các tuyến hẻm, và triển khai một số sự kiện lễ hội có tính đặc trưng cho tuyến đường phố này gắn liền với sự kiện thực tế của trong khu phố. Thành phố thì mong muốn là mỗi người khách sẽ trở thành một cái đại sứ để giới thiệu văn hóa nước họ đến cộng đồng du khách trong khu vực thông qua các chương trình giao lưu văn hóa. Và đó là một số thông tin mà Nga được biết do những người dân chung quanh bên đây họ cung cấp, và Nga cũng tìm hiểu trên sách báo thêm. Và cảm ơn các anh chị đã theo dõi.